chào mọi người. Ngày hôm nay hãy cùng với Tracy chúng ta khám phá một sản phẩm vừa mới ra mắt của nhà Aozum trong năm 2022. Lion King, siêu phẩm đèn chân xoáy thế hệ mới. Đây là một trong những phiên bản đèn tăng sáng nằm trong bộ sưu tập mảnh thú MT Isaac được mong chờ nhất trong thời gian qua. Và ngay bây giờ hãy cùng với Tracy chúng ta khám phá sản phẩm Lion King. Mà nói thì đèn tăng sáng với thiết kế chân xoáy đã không còn quá xa lạ trên thị trường, bởi vì trước đây thì nhà Aozum đã từng cho ra mắt LED Quốc Lai với thiết kế chân xoáy cực hot, khiến thị trường không tiếc lời khen ngợi. Thì trong lần ra mắt sản phẩm này, Lion King lại một lần nữa xuất hiện với thiết kế chân xoáy. Liệu rằng với ánh sáng và hiệu quả đi đường của dòng mảnh thú linh hoạt này có thực sự thuyết phục và đáng để trông đợi? Tất cả sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay. Còn bây giờ, đập hồ thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá về thiết kế. Trái ngược với người anh em cùng phân khúc chân xoáy trên thị trường từ xưa đến nay thì Lion King lại có thiết kế khá mạnh mẽ và nổi bật với hình ảnh sư tử được in chìm ở phần thân đèn. Lion King và LED Quốc Lai là hai sản phẩm đều nằm trong bộ sưu tập mảnh thú của MT Isaac. Tuy nhiên, Lion King của năm 2022 lại có những yếu tố được cải tiến nổi bật. Đầu tiên đó là về phần lens được phủ một lớp polarizer sắc tím giống như trên Rolls-Royce, vô cùng bắt mắt. Và thiết kế chân xoáy phù hợp với nhiều dòng xe lắp đặt nhanh chóng mà không cần phải đục khoét choá. Để hiểu hơn về siêu phẩm chân xoáy này, ngày hôm nay các bạn hãy cùng với Tracy và bạn kỹ thuật viên đến từ nhà Aozum mổ đèn và khám phá. Chóa phản xạ giống như thân nhôm, tản nhiệt trong liền khối khá mạnh mẽ. Mặc dù là với thiết kế chân xoáy, nhưng phần quạt tản nhiệt của Lion King lại được đặt ở phía sau, tăng hiệu quả tản nhiệt giống như các dòng bi chân vuông. Điều đó để giúp cho chip LED hoạt động một cách ổn định. Đây là một điểm cộng giúp cho Lion King khác biệt so với các sản phẩm trên thị trường. Bên cạnh đó thì thân đèn được thiết kế bằng nhôm tản nhiệt, nổi bật với màu vàng đồng ánh kim. Đặc biệt với cấu tạo bên ngoài liền khối nhưng bên trong thân đèn lại là rãnh tản nhiệt khí động học. Các rãnh nhôm được sắp xếp xen kẽ với khoảng cách hợp lý, tăng diện tích tiếp xúc không khí, nhờ đó làm tăng hiệu quả khuếch tán nhiệt. Chính điều này đã giúp cho Lion King có độ bền vượt trội so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Ngoài ra thì trên sản phẩm còn được in những thông số cơ bản cần thiết của đèn, giống như là thương hiệu Aozum, độ nhiệt màu 5500 Kelvin. Kelvin là hệ đo lường nhiệt màu ánh sáng của một bóng đèn. 5500 Kelvin thì nó sẽ có thiên hướng tiệm cận với ánh sáng ban ngày hơn. Tiếp theo đó chính là chế độ low beam là 5000 và high beam là 6200. Độ chịu nhiệt sẽ dao động từ âm 40 độ C đến 105 độ C. Bên cạnh đấy thì còn có chỉ số về công suất. Đây là một điểm cải tiến khá thú vị của nhà Lion King. Đèn sẽ có công suất từ 50W đến 55W. Trong đó chế độ COD của công suất là 50W và thêm 5W của màn trập chế độ pha. Tổng công suất sẽ là 55W, cao hơn rất nhiều so với các dòng đèn chân xoáy trên thị trường hiện nay. Vậy một câu hỏi được đặt ra rằng là với việc nâng cấp công suất cao như vậy thì chip LED có thay đổi hay không? Câu trả lời là có. Bên cạnh thiết kế 6 chip LED được đặt ở phần COD, một điểm nhấn đặc biệt tốt của Lion King đó chính là sử dụng công nghệ Monogenesis LED năm 2022 được đặt ở phần COD phản xạ riêng biệt cho ánh sáng pha đạt được điểm hộ tối cao và giúp quan sát xa rõ ràng hơn các thế hệ trước. Với LED Genesis Taiwan, không chỉ giúp cho cường độ chiếu sáng đạt được cường độ cao mà còn giúp cho ánh sáng phát ra chân thực và dịu mắt hơn. So với LED Quốc Lai có công suất là 35W ở phần COD và 45W ở phần pha, thì có thể nói Lion King với một thiết kế tối ưu về mặt tản nhiệt là một bước tiến vượt bậc trong công nghệ chiếu sáng ở thế hệ các dòng đèn chân xoáy hiện nay. Và đó là Tracy cùng với Lion King của nhà Aozum. Video đập hộp ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.